Tại sao một số người bị dị ứng thực phẩm? Dị ứng thực phẩm là khi hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn bị phản ứng với thực phẩm ở cấp độ phân tử. Đó là cơ thể bạn coi thức ăn như một mầm bệnh hoặc kẻ xâm lược. Thông thường thức ăn được tạo thành từ rất nhiều mảnh phân tử khác nhau như chất béo, carbohydrate và protein. Trong đó protein có nhiều hình dạng khác nhau. Ở những người bị dị ứng thực phẩm, hệ thống miễn dịch coi một loại protein cụ thể có trong thực phẩm như một chất độc hại có thể gây bệnh. Cơ thể phản ứng bằng cách tạo ra các kháng thể IgE đóng vai trò tấn công protein này. Khi bạn ăn lại cùng một loại thức ăn, các kháng thể đã sẵn sàng, do đó hệ thống miễn dịch phản ứng ngay lập tức bằng cách giải phóng histamine và các chất hóa học khác vào máu. Những hóa chất này gây ra các triệu chứng của tình trạng dị ứng thực phẩm. Histamine làm cho các mạch máu giãn nở và da bị viêm hoặc sưng tấy. Nó cũng ảnh hưởng đến thần kinh, khiến da có cảm giác ngứa ngáy. Mũi có thể tiết dịch nhiều hơn, dẫn đến ngứa rát và chảy nước mũi. Ngoài ra bạn có thể thấy buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí sốc phản vệ khi ăn một số thực phẩm bị mốc. Điều gì sẽ xảy ra với bạn? Có tới 300.000 loại nấm mốc khác nhau và chúng có thể ảnh hưởng đến bạn theo những cách rất khác nhau. Điều thú vị là thực phẩm cứng hơn, đặc hơn sẽ khiến nấm mốc khó xâm nhập hơn, nghĩa là nấm mốc không thể lây lan vào bên trong nhanh như trong thực phẩm mềm hơn. Vấn đề lớn nhất không phải là nấm mốc mà là những vi khuẩn khác đi kèm với nấm mốc thực sự có thể làm tổn thương bạn. Nếu bạn ăn phải vi khuẩn đó, bạn sẽ bị đau bụng, nôn mửa và phải đi vệ sinh nhiều lần. Nhưng điều đó chẳng là gì so với thiệt hại do ăn phải thứ gọi là độc tố nấm mốc. Mycotoxin là những chất độc hại được tạo ra bởi một số chủng nấm mốc. Có khoảng 500 loại độc tố nấm mốc. Có lẽ loại nguy hiểm nhất được gọi là aflatoxin. Aflatoxin phát triển trên ngô và lạc. Quá nhiều aflatoxin có thể gây tổn thương gan, ung thư, tổn thương DNA và suy giảm hệ thống miễn dịch. Nhưng không phải tất cả nấm mốc đều có hại. Lấy ví dụ như phô mai xanh. Ngoài ra, nấm mốc cũng là chìa khóa của một trong những loại thuốc kháng sinh mạnh nhất mọi thời đại, đó là penicillin.